Thì cái phần xóa thao tác người dùng này là đầu tiên ấn 0, 0, thăng. Sau đó nhập mật khẩu admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, thăng. Nó hiện chữ user control thì ấn số thì ấn số 6. Thì thay vì mình thêm user thì bây giờ mình chọn cái phần delete user, nghĩa là xóa user, nhưng ấn số 8. Rồi delete user. Sau đó thì nó yêu cầu mình nhập lại cái mật khẩu mà mình muốn xóa. Thì bây giờ là mình sẽ nhập cái mật khẩu là 7, 8, 9, 6, 5, 4, thăng. Đó, cái màn hình nó báo successful, nghĩa là thành công rồi.